Ngày 12 tháng 10, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trịnh Vĩnh Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp cho biết, vụ clip họp phụ huynh ở trường tiểu học An Hội đã giải quyết từ đầu năm học nhưng bị phát tán là do nhà phụ huynh đăng clip bị tạt sơn. Theo văn bản báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, hiệu trưởng trường tiểu học An Hội và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường xác nhận nội dung đoạn clip phát tán trên mạng diễn ra trong phiên họp cha mẹ học sinh lớp 310 trường tiểu học An Hội đầu năm học 2022-2023. Phụ huynh phát biểu trong clip là bà Phạm Thị Kim Tuyến, nguyên phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 27 năm học 2021-2022, nay là lớp 310 năm học 2022-2023. Clip này do một phụ huynh tên L trong lớp 310 phát tán hai lần. Lần một đã được nhà trường vận động gỡ xuống. Gần đây, do nhà bị tạt sơn, nghi ngờ bà Tuyến nên bà L tiếp tục đăng clip lên mạng TikTok. Cũng theo văn bản báo cáo, trong thời gian khoảng cuối tháng 8 năm 2022, bà Phạm Thị Kim Tuyến đến gặp hiệu trưởng trường tiểu học An Hội đề nghị. Đại diện cho nhóm Mạnh Thường Quân của lớp tặng cho trường 14 triệu để trường muốn sử dụng gì thì sử dụng và xin được tặng một máy lọc nước uống để đặt tại lớp 310 cho học sinh uống. Hiệu trưởng đã xin ý kiến hội đồng sư phạm và đồng ý tiếp nhận máy lọc nước, còn tiền thì đưa vào quỹ hoạt động khuyến học của trường. Tuy nhiên, sau đó hiệu trưởng nghe giáo viên chủ nhiệm lớp 310 báo cáo, bà Tuyến đang vận động đại trà cha mẹ học sinh lớp đóng góp để mua sắm một số cơ sở vật chất cho lớp và đóng góp cho nhà trường. Cô giáo và ban đại diện cha mẹ học sinh cũ của lớp có lên tiếng ngăn cản nhưng bà không nghe, còn đưa họ ra khỏi nhóm Zalo của cha mẹ học sinh lớp.